Rồi chào bạn nhé, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với con ở gym này. Mình sẽ tiếp tục độ nhá. Và sẽ thêm một cái phần công tắc hazard nữa. Hazard nhé, cả 4 bóng này. Đó, sẽ thi công hai phần đấy nhá. Khả năng mình sẽ tách thành hai video, phần thi công còi và phần thi công hazard nhá. Rồi, thì đến hazard thì nó như này. Đây, ví dụ công tắc điện lên như này, bình thường chúng ta sẽ công tắc xi nhan đúng không, xi nhan bên này và nó sáng lên đằng sau và có cả cái chip đó, cái xi nhan phải này thì nó sẽ cũng chỉ có còi này, đèn này và ở dưới này đó. Bây giờ hazard tức là mình sẽ làm cả sáng cả trái cả phải luôn, cả sáng phải này, đèn trên này và cả đèn sau nữa nhá. Còn nó kêu hay không thì mình cũng chưa biết. Tại vì nhiều cái hazard này nó chỉ sáng cái đèn thôi. Còn nó sẽ méo nhá. Rồi giờ mình sẽ thử sẽ phải chích cái điện này, mình sẽ phải tháo cái mặt điện này ra để xem cái cùng công tắc này, kiểm tra. Rồi, bây giờ mình sẽ lần cái phần hazard nhé. Ra thì mình sẽ phải bừa cái cụm này đi lần cái dây của nó. Rồi mình sẽ mở cái cụm này ra nhé, đi lần cái dây của nó. Đây nha, mình nhìn nhá. Chúng ta này, chúng ta sẽ có cái cụm này cùng công tắc của cái xi nhan này. Nó sẽ có 3 dây này. Dây ở giữa sẽ là dây màu trắng, dây ngoài cùng sẽ là xanh lơ, và dây ngoài sẽ là dây cam gì vậy, cam sọc trắng gì đấy. Đấy, giữa là dây trắng. Còn cùng dưới này sẽ là cùng của còi nhá. Cùng này nó sẽ có cùng của còi. Rồi, có thể đo đây này. Rồi bây giờ mình sẽ chích dây nhá. Thì riêng cái này mình sẽ chích dây bằng cái đầu cốt. Đây, cụm của nó ra đây này. Đây chính là cái anh em lần này. Đây này, đây cùng nó, đây nó ra này, em xin nhan, đây xin nhan có cả coi luôn này. Chúng ta sẽ có xanh lơ này, cam này, cam nó có xin nhan này, mà cái màu này thì dễ nhập lắm nhá. Hai cái màu của nó này, màu lơ lơ này, màu lơ đây, lơ này cùng một xin nhan này, thì có hai cái lơ này, chắc là lơ này và cái cam này. Đó, cái dây này là dây giữa này, cái lơ cái này là dây cam này. Đó là tụ cung xi nhan ra này. Đây, ok đây. Đó, thì mình sẽ làm cái công tác nối cái xanh đỏ, cái cam này với cái xanh lơ này, sẽ có hazard nhá. Đó, rồi mình sẽ dùng cái công tác này. Nó sẽ làm chập hai cái dây kia với nhau. Và mình sẽ hàn luôn cái đoạn dây này vào đây. Mình sẽ là khoan luôn cái lỗ hành ạ, lỗ sát này này. Rồi, khoan một cái lỗ như này rồi. Sẽ luồn cái này qua đây nhá. Rồi, khoan mình nhét cái này vào nhá. Nó có hai cái xanh lơ ấy, nhưng mình chọn cái xanh lơ đậm nhá. Đó, kiểm lại con hồ này. Lơ nhạt này. Đây, cái lơ đậm này. Thấy đây, mình đấu để mình test thử xem con hồ nó kêu không gì mà. Đúng dây nhá, không nhầm dây là mệt nhá. Rồi, mình bấm được hai đầu rồi. Đấy. Thì sau đó mình sẽ cắm cái rắc vừa hàn đây.
Rồi, để đấu cái hazard thì mình sẽ làm như này nhá. Rồi, hai cái cốt này là hai dây xi nhan trái và phải. Trái nó sẽ là dây màu xanh lơ này. Còn một cái nó sẽ là màu cam này. Đấy, cam. Cam là xi nhan phải xa trái gì đấy. Một cái là lơ này. Bây giờ mình sẽ, còn đây là cái công tắc. Công tắc mình vừa đấu thôi. Thế là mình sẽ cắt cái công tắc này ra nhá. Rồi, ở đây mình sẽ đấu hơi khác. Đây, công tắc vào này. Công tắc này thì tốt đầu là mình sẽ đấu với hai con diode này. Hai con diode này sẽ nối với xi nhan này. Đây có chữ xi nhan này. Đây, nó sẽ nối như này. Còn đầu này, cái đầu sẽ là công tắc. Cột đầu này nó sẽ vào cái cục chớp nhá. Ở đây thì mình sẽ không dùng cục chớp theo xe. Thì cục chớp theo xe nó có còi. Cái hazard này mình sẽ lắp một cục chớp thêm. Mình sẽ chích một cái dây đen ở đây này. Đấy, một cái dây đen. Đó, dây đen ở đây. Sẽ chích nối tiếp cục chớp ở giữa này. Đó, và đầu nó sẽ ở đây. Đây một đợt cắt đây này, nối sang đây, đi công tắc này. Rồi, mình sẽ thử luôn cái cục chớp T15 này nhá. Mà cái chớp này thì mình lắp theo kiểu hazard chứ mình không lắp theo kiểu chớp xi nhan nhá. Nhưng mà nó cũng sẽ kêu thôi. Rồi, đây là cái con chớp này. Lắp hazard. Thử này. Lắp cái hazard này. Đóng sau. Nhìn chung với chất lượng con T15 này mình thấy khá là ổn nhá. Nó được cái là nó thích ứng với cả đèn LED. Nên là mình lắp bóng gì ấy, thì chơi con quạt này nó cũng quất được hết. Thì nếu dùng cơ hay là dùng cái con nâu đấy thì nó khá là kén nhá. Con này thì mình có thể áp dụng làm đây là cái mạch mình chạy hai con chớp nhá. Con này là con chớp dành riêng cho hazard. Có con chớp mà dùng cho chi nhàn thì nó con chớp có còi nhá. Mình vẫn thích dùng có còi mình chạy mình quên chưa tắt hoặc là để nó có còi thì đỡ phải bấm còi luôn. Nghe thử này, đây là hazard này, tắt nhé. Rồi, xi nhan này, tiếng nó sẽ khác này. Đấy, tiếng bên này nó sẽ có, tại vì con chớp nó có còi nó sẽ kêu tại vì dưới. Nghĩa là cái hazard này nó cũng không kêu đâu. Nhưng mà tại dưới đuôi xe mình nó có một cái còi, có chip nó gắn ở đuôi này, nó còn sau bóng hậu này. Nên nó mới có cái tiếng tích tích rồi nhá. Tiếng tích tích là tiếng... còi ngày xưa thôi. Có thể hazard có còi thôi. Nhưng mà không muốn tắt còi mình rút cái còi sang sau. Đó, ok. Con này thì mình cứ cắm vào chạy luôn chứ không phải chỉnh gì nữa anh em. Lắp LED. Thì LED nó có điện trở thấp ấy. Thì nhiều con là mình phải tăng điện trở có thể lên vặn lên. Tại vì bóng sẽ tốt của nó bình thường là nó có sẵn nội trở ấy. Ok. Đó là toàn bộ video về con chớp LED TL 12 flasher màu cam. Rồi, thế mình mới đi xong cái phần khung dây. Rồi, mình chích một dây đen 6 khóa này. Đây, đen 6 khóa. Mình lấy từ rắc 6 nhá. Cái cụm này như là cụm của bóng đèn thì phải, chả biết rồi. Rồi, còn muốn anh em muốn loại to thì lấy cái dây ngay 6 khóa này, nó sẽ là cái dây to nhất. Thế mình chích một cái dây ở đen này. Đen sẽ là dương nhá. Rồi, cái dây này thì hình như là dây của bóng đèn chớp hay sao? Đóng bóng cái con như là một cái bóng passing. Mình tiện mình câu luôn được này. Trước có cái dây, có cái cốt để bấm rất là tiện, không không mang thì không có. Rồi, thì đây, chích đây sẽ ra dương này. Mình bấm sẵn một cái cốt để mình gắn cái cục flasher. Đây mình sẽ dùng luôn con chớp cam này. Ờ, nhiều bạn là sẽ không đấu kiểu này đâu. Đấy, anh em sẽ lấy luôn cái dây chớp từ cái dây xám trắng này này ở cái công tắc xi nhan này. Đây, cái dây này nó có cái dây trắng là cái trong cái cụm này này. Đây. Đây là cái cụm này. Đây này. Cái xanh, xanh lơ nhạt nhạt này. Còn cái xanh dương thì nó sẽ là xi nhan nhé. Đây cam này. Một cái cam này sẽ là xi nhan bên tay trái. Còn một cái blue này. Đây này. Cái dây này nó bị đứt nên mình phải câu một cái dây trắng rồi. Nhưng mà đúng là thì nó sẽ là dây màu xanh lơ như này. Đó. Cái lơ này sẽ là xi nhan phải. Rồi. Thì mình chích từ cái cam màu xanh lơ ra hai đầu. Còn cái dây các bạn không muốn đấu một cái chớp riêng như này thì không phải làm cái bước chích kiểu cái dây màu đen này thì sẽ lấy luôn cái dây màu xanh lơ nhạt này mình chích vào đấy. Đó, tức là lấy ba dây cam xanh dương và hai xi nhan trái phải và lấy cái xi nhan từ cục chớp là xanh lơ này là đấu bạn được. Thì để phân điện mình sẽ dùng một cầu diode. Đây hôm nay có hai con diode nó bọc sẵn rồi. Đó, thì
sao cho chiều diode đi vào này, nó đi vào các cái dây cam sánh dương. Còn hai cái đầu ra thì mình sẽ gộp chung một đường. Ở đây này, chỗ này nó có một cái công tắc. Đây, ghi sẵn công tắc xi nhan này. Đó. Thì công tắc đây sẽ có một chân này, một chân này. Thì hai cái dây cam và sánh dương đã đi qua hai cái diode này. Nếu là phải có hai cái diode để chống nó đi ngược lại nhá, nó đèn nó chớp không tung. Nó sẽ đối vào dây công tắc. Còn đầu này sẽ đối vào dây chớp, là sẽ đối vào dây xanh sánh dương này. Ở đây thì mình dùng thêm một cục chớp ngoài. Cái này mình thứ nhất tại vì cái chớp theo xe này nó có còi, mình không muốn cái hazard nó có còi, mình sẽ dùng cái chớp này, nó sẽ tách không có còi. Với cả cái này cũng sẽ làm cái chớp sơ cua, chẳng lẽ mà cái chớp xi nhan nó hỏng thì mình có thể rút cái này rồi lắp vào thay cho cái chớp xi nhan, coi như xe mất hazard đấy. Mình sẽ dùng cái này. Thực ra cũng không mất đâu, mình sẽ lấy cái dây này mình gộp vào đây này. Đó cũng được rồi. Đây có cái dây cắm thử nhé. Đây dây câu đen ra này thì sẽ vào cục B, B con chớp mình ghi ở dương này. Rồi em nhận hũ sẵn một cái dây nữa này. Đây người ta, đây là dây này. Gắn vào đây. Rồi công tắc hai chân đây. Cái này trước mình có khoan rồi. Đấy. Còn đây là công tắc đèn chớp, à đèn nào để nháy, đèn phát sinh. Đèn phát sinh mình nối một công tắc tắt đây, một công tắc để nháy. Rồi. Ok. Đấy. Như vậy thì bây giờ chỉ cần mình giá tạo một tí hàn dây nhé. Những hàn dây như là đi co các kiểu, nó sáng. Đây là xong rồi này, cắt ngay ra. Bây giờ công tắc thì nó sẽ có hazard luôn. Bật điện. Cái này nó vẫn có tiếng chip chip. Tại vì dưới cái đuôi xe này có gắn một cái con có chip từ hồi mình mua Honda ấy. Nó có một con có chip dưới này luôn này. Đây này, người ta lắp ở đuôi này. Ok, để chip chip được thì có tiếng. Ta sẽ xem nhé. Nháy cả hai bên trước này, đằng sau. Đang hái đuôi nhá. Rồi mình sẽ thử xi nhan xem nó ra cái đồ gì nhá. Nếu mà xi nhan thì nó sẽ thêm cái còi, tại vì con xi nhan gốc này nó có còi. Cái ta bóng bên này nó sẽ sáng hơn nhá. Mình xi bên nhan bên nào thì bóng bên này nó sẽ sáng hơn, nhưng mà vẫn chớp cả bốn bóng nhá. Rồi, hoàn thiện xong phần hàn chơi của mình rồi. Cắt đi. Nhét này là. Còn đèn nữa sao?